Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trên các báo ra ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cùng với vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là vấn đề lớn trong số 7 vấn đề mà Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có giải pháp triển khai khắc phục trong thời gian tới. Đề cập nội dung này, báo Nông nghiệp Việt Nam dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết. Mục tiêu của nông thôn mới là đưa đời sống người dân đi lên, ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền khu vực. Tuy nhiên, nếu giai đoạn tới không quyết liệt điều chỉnh sự chênh lệch này, mục tiêu sẽ khó mà đạt được. Nơi giàu thì càng giàu, nơi nghèo lại càng nghèo. Vì vậy, thời gian tới sẽ phải nghiên cứu điều chỉnh lại bộ tiêu chí này cho phù hợp, linh hoạt hơn trên cơ sở đặc thù của từng tỉnh. Ngành đặc thù khó rút ngắn thời gian đào tạo là bài viết có trên trang nhất báo Tin tức số ra hôm nay. Bài báo cho biết, khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành được thiết kế theo hướng hội nhập giáo dục quốc tế. Theo đó, khung thời gian đào tạo đại học sẽ được rút ngắn xuống. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều băn khoăn của các trường khi triển khai khung cơ cấu này. Thực tế, việc rút ngắn thời gian đào tạo này đã được một số trường thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, các trường vẫn chưa sẵn sàng với việc phải rút ngắn thời gian đào tạo này. Lãnh đạo một số trường đại học cho rằng, việc lọc các kiến thức nội dung không phù hợp cũng cần phải xem xét. Hơn nữa, cần tính toán đến các ngành đào tạo đặc thù như kỹ thuật, y học, nghệ thuật. Với nhân đề phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn di sản, báo Nhân dân cho biết nguy cơ thất truyền mai một của nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể và sự xuống cấp của các di sản vật thể không còn là vấn đề mới, với rất nhiều sự việc xảy ra trong thời gian qua. Các hiện tượng như môi trường thiên nhiên truyền thống của một số khu di sản bị biến dạng do các công trình xây dựng chung quanh không gian của di sản bị lấn chiếm, môi trường di sản bị ô nhiễm do phát triển du lịch, xảy ra khá phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của di sản. Không chỉ các di sản vật thể, những di sản phi vật thể cũng đang dần mất đi sức sống do thiếu người truyền dạy, thiếu người kế thừa. Một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đã chia sẻ câu chuyện về một thí sinh 15 tuổi trong liên hoan ca trù Hà Nội rằng cô bé yêu ca trù lắm mà không ai dạy, không có ai đệm đàn nên phải đi nhờ rồi học mỗi nơi một ít. Và không chỉ ở ca trù, một số di sản văn hóa phi vật thể khác như hát xoan, hát bài chòi, dân ca ví dặm cũng trong tình trạng tương tự. Ngày 23 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Đây chính là tổ chức tiền thân của Thanh tra Chính phủ sau này và ngày 23 tháng 11 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam. Nhân dịp này, báo Vĩnh Phúc có bài viết Tự hào truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam, Thanh tra Vĩnh Phúc đổi mới phát triển. Ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập và đi vào hoạt động. Thanh tra tỉnh được thành lập trong điều kiện khó khăn chung của một tỉnh mới được tái lập, song ngành Thanh tra Vĩnh Phúc đã nhanh chóng được kiện toàn bộ máy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị trí vai trò của mình trong công tác xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với chức năng nhiệm vụ của mình, Thanh tra tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo cả diện rộng và chiều sâu, có trọng tâm trọng điểm, trong đó đặc biệt tập trung vào những lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm và dễ nảy sinh tiêu cực. TPP sẽ ra sao nếu Mỹ rút là thông tin quốc tế nổi bật có trên báo Giao thông rồi ra hôm nay. Bài báo cho biết, ông Donald Trump, tổng thống mới đắc cử của Mỹ, có tuyên bố gây chấn động thế giới. Trong ngày đầu tiên nhậm chức ngày 20 tháng 1 năm 2017, ông sẽ ký sắc lệnh hành pháp rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Lý do được ông Trump đưa ra TPP là thảm họa tiềm ẩn đối với nước Mỹ và cướp đi công ăn việc làm của người dân Mỹ. Thay vì TPP, chúng ta sẽ đàm phán các thỏa thuận thương mại khác công bằng song phương, ông Trump nói. Simon Rabinovitz, biên tập viên kinh tế châu Á tại tạp chí Economist cho rằng, tuyên bố của ông Trump không gây ngạc nhiên nhưng sẽ gây thất vọng, bởi động thái rút khỏi TPP của ông Trump sẽ giết chết một công trình được gây dựng suốt thập kỷ qua. Động đất gây sóng lớn ở Nhật Bản là thông tin quốc tế nổi bật có trên báo Quân đội Nhân dân số ra hôm nay. Bài báo cho biết, sáng sớm ngày 22 tháng 11, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã tạo ra những cột sóng cao hơn 1 mét ở khu vực đông bắc của Nhật Bản. Mặc dù cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ sau đó, song người dân vẫn được khuyến cáo cần có những biện pháp đề phòng. Quyết định dỡ bỏ cảnh báo sóng thần của cơ quan khí tượng Nhật Bản được ban hành không lâu sau khi công ty điện lực Tokyo cho biết đã khôi phục hệ thống làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Nhà máy điện này phải dừng hoạt động trong thời gian ngắn sau khi xảy ra động đất. Công ty điện lực Tohoku cũng thông báo không có thiệt hại tại nhà máy điện hạt nhân Onagawa và không có bất thường nào tại nhà máy điện hạt nhân Tokai Daini ở tỉnh Ibaraki.
Một điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.